Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay tôi xin được trân trọng thông báo với toàn thể các anh em ở trên kênh. Để đáp ứng cái nhu cầu xem video ngày một tăng nhanh của các anh em ở trên kênh trong cái khoảng thời gian vừa qua, khi mà kênh được chính thức đề xuất trở lại ở trên YouTube, thì bắt đầu từ ngày hôm qua, kênh của tôi chính thức là sẽ xuất bản 2 video một ngày anh em nhé. Và tôi hy vọng đây nó sẽ là một cái tin vui cho các anh em yêu quý tôi nói riêng, cũng như là anh em cộng đồng yêu quý cái bộ môn Auto Chess nói chung. Từ bây giờ thì quá yên tâm rồi, anh em sẽ không bao giờ phải no sợ về cái việc là không có video để xem. Đấy, chỉ sợ không có thời gian xem thôi nha anh em nhá. Và tôi cũng xin nói rõ cái lịch phát hành ở trên kênh. Kênh buổi sáng sẽ phát hành vào cái giờ ăn trưa, tầm 11 đến 12 giờ trưa. Nếu mà qua thời gian đấy thì coi như là không có video clip anh em nhé. Đấy, và buổi chiều, buổi tối thì vào khoảng 7 giờ tối đến 8 giờ tối. Đấy, còn nếu mà qua cái thời gian đấy thì cũng như vậy anh em nhé. Tức là sẽ không có clip vào ngày hôm đấy, anh em đỡ phải coi như là hóng chờ. Rồi, hôm nay tôi sẽ chơi gì đây? Thực ra thì bây giờ thì tôi cũng đang chưa biết chơi gì. Đấy, mấy hôm nay thì sản xuất nó, nội dung nó hơi nhiều. Nên là cái đầu óc nó sáng tạo thì nó đang bị delay một tí. Đấy. Nó đang bị ẩm IC một tí, nên là sẽ phải đợi xem là nó sẽ cho cái gì để tôi chơi. Ồ, một con gấu à. Một con gấu sớm thì liệu có phải là beat không nhỉ? Mấy hôm trước ở trên kênh có một bạn nữ xinh đẹp là cũng có yêu cầu chơi cái bộ beat. Hay tôi có thể từ chối chứ, các bạn nữ xinh đẹp thì tôi ít khi tôi chỉ từ chối lắm. Hôm nay chơi beat được không? Bộ truyền thuyết này thì cũng khá là ok đấy, chơi beat rất là ok. Có hai con tướng 5 đô trong bộ beat. Mặc dù là tôi có trả lời bạn nữ hôm đấy là cái bộ beat thì đợt gần đây nó cũng hơi đuối, rồi con cáo nó có giảm sức mạnh. Nhưng mà chơi beat thì không nhất thiết là phải chơi cáo anh em nhá. Hôm nay có thể chơi beat nhưng mà không cần phải chơi cáo co. Có rất nhiều con khác có thể làm co. Để xem là có được beat độ không. Trận này khả năng sẽ có gót đỏ. Gót đỏ và khả năng là sẽ có beat đấy. Sẽ có người đánh trùng bộ. Nguyễn Phúc này sẽ là gót đỏ đấy. Chỉ có mua những cái con đỏ, bây giờ chỉ có gót đỏ thôi. Chứ còn ngày trước thì nó có cái bộ đỏ kẹp lùn ấy. Nhưng mà bây giờ cái bộ đấy nó đuối lắm, nó không mạnh. Do là chỉ có những cái con lùn nó mới được hưởng cái tộc lùn. Còn ngày trước thì cái tộc lùn thì con nào nó cũng được hưởng, miễn là tay dài. Nó khác nhau ở chỗ đấy. Nên là bây giờ cái bộ đấy nó yếu đi rồi, nên chỉ còn có gót đỏ chơi thôi. Đỏ thì có mỗi gót đỏ. Có thêm được, chắc là chỉ có thêm cái bộ Witcher đỏ. Nhưng mà cái bộ đấy tôi đánh giá nó không cao. Mèo School Hunter, mèo. Insectoid. Trận này có thể chơi Insectoid. Ra gấu sớm, ra mèo sớm. Bây giờ ra heo sớm, ra sâu sớm. ra con mèo 5 đô sớm. Insectoid cũng là một cái sự lựa chọn không tồi đâu. Chơi bộ bọ ở trong trận này cũng được. Cái bộ bọ ấy, nó không hề sợ cái bộ gót đỏ anh em nhé. Anh em đã từng xem một cái trận đấu mà tôi chơi bọ, tôi ăn bộ gót đỏ như con luôn. Đấm đẩy cho 30-40 máu. Anh em chỉ cần kẹp Doom rồi thôi. Kẹp Doom với cả lấy trứng cho Doom. Doom chết lại đẻ ra con Doom 3 sao. Đấy, xong cứ thế mà nó cứ lối kiếp nhau. Heo đẻ Doom, heo đẻ heo. Dần dần là sẽ đấm chết được nó đó. Ok. Beat hay là Insect đây? Soulbreaker. Kết hợp 3 Goblin giai đoạn đầu game. Lên 6 là có thể kết hợp được 3 Goblin.
Có lẽ sẽ bỏ con súng ra anh em ạ. Tạm thời. Ba gold Berlin này mạnh hơn này. Nếu mà cái giáp đấy mà nó bắp trúng vào người ở con Unicorn thì nó thực sự rất mạnh. Ăn ở này không? Thằng này có con Skull Hunter. Nó lên được 2 sao. Tuy nhiên nó đang bị gấu vả. Rất đau. Gấu vả rất đau luôn. Unicorn vẫn tiếp tục hồi máu. Rất là ok. Ơ kìa, cẩn thận. Ui dồi, chết, nó thua. Không, 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 không. Được, được. Hay quá nhỉ. Tạm thời như này đã. Kiếm cái công nghệ mech roll xem là nó ra cái gì không. Giờ thực ra tôi vẫn chưa định hình được là chơi gì đâu. Ở dưới tôi vẫn đang ôm kha khá đấy. Để xem chơi gì rồi rồi tôi sẽ chốt, tôi sẽ bán bài đi. Bây giờ thì chưa chốt được. Bây giờ vẫn đang phân vân. Sao này mà thắng thì bán lấy con này. Rồi ok, chưa cả thắng đấy. Bán lấy con Medusa Siren này đi để kiếm 10 tiền. Sắp có chuỗi rồi. Đấy, bắt đầu có chuỗi ở đây này. Rồi đến round này round quái. Sau round quái này chúng ta sẽ có 2 lượt roll nữa. Hai lượt roll đấy nó sẽ có thể giúp cho chúng ta biết được là chúng ta sẽ chơi gì. Xem mà liệu rằng là có phải là cái round sau chúng ta sẽ gặp cái thằng có chuỗi kia không. Chính xác là như thế. Vậy là round sau chúng ta sẽ gặp cái thằng có chuỗi. Round sau chắc chắn nó sẽ phải up 7 và roll form được cái đội hình mạnh hơn. Ồ, ok. Được đấy. Đây rồi, beat rồi. Rồi, ok. Up 7. Up 7 cho thêm con sâu vào. Nhưng mà vẫn chỉ có là 2 bit thôi. Thế này vẫn chỉ có 2 bit thôi. Đây, lấy cái giảm hồi chiêu đi. Cho con sâu nó gọi đệ. Ok. Rồi, thằng này cũng biết này. Thằng này cũng biết này. Gõ cho to đầu luôn. Cứ biết là cái đao này xin cái chuôi cái đã. Được không? Sâu để rất nhiều đệ ở phía dưới. Ok luôn. Hay quá nhỉ. Thunder này. Mà thôi. Tôi không thích chơi 9m lắm. Đấy. Trận này mà chơi thì tôi chơi beat thôi. Chơi beat hoặc Insector thôi anh em ạ. Mặc dù đồ tôi cũng đang lấy đồ mết đây. Nhưng mà trông có vẻ không khả quan lắm. Bởi vì là có gót du xoay. Gót du xoay tí nữa mà chơi 9m không top 1 được đâu anh em. Rất khó. Chả nhẽ làm cái video clip top 2 thì nó lại không ok lắm. Nhưng thôi tôi quyết định không chơi 9m anh em nhé. 9m nó tùy trận thôi. Cái trận nào mà không có cái con gót du xoay ấy, thì chơi cũng được. Còn trận này gót du xoay thì khó lắm. Chuyển bài từ cái bộ mết sang những cái bộ khác thì nó cũng thế thôi mà. Nó cũng những cái đồ bắn trưởng thì rất khó chơi. Đấy, chúng ta thay vì đấy chúng ta lấy cái đồ bánh tay. Chơi beat hay là chơi insect là đều ok hết. Đấy, trận này còn có thể là sẽ có gấu Metalith này. Metalith kết hợp với cả
cả gì. À, thằng này rất có thể nó sẽ là Meteorite kết hợp với Witcher đúng không? Ồ. Cả lông à. Ra cả cả lông nữa. Liệu rằng có phải là thấy không? Có phải là Goblin không? Đang hơi phân vân giữa hai bộ đấy. Goblin chuyển về Insect cũng dễ anh em ạ. Đang hơi phân vân. Có lẽ là phải sau round 15 mới chốt được. Tầm này vẫn chưa dám chốt. Thậm chí là trận này có hai thằng God Ru xoay cơ anh em ạ. Có thể nó sẽ là hai thằng God Ru xoay. Cái lựa chọn mà không chơi 9m nó là sáng suốt rồi. Bây giờ là xem là beat thì là gì. Beat thì đẩy cực kỳ nhanh luôn. Thôi xong rồi. Gấu 2. Chưa ra thêm con mèo nào nữa đúng không? Gấu 2 rồi. Liệu rằng có phải là như thế không? Lốt round này anh em nhé. Lốt round này. Nó sẽ là gì? Beat siêu đẻ. Chứ này mới chơi beat, beat siêu đẻ thôi. Không chơi beat kiểu co Kira đâu. Chơi beat siêu đẻ thôi anh em ạ. Beat cáo giờ nó hơi đuối ấy, tôi nói thật với anh em. Chơi mấy trận rồi biết. Lúc lăn ấy mà nó chỉ cần bị trói thôi. Hay là nó bị cấm đánh thôi là không lăn được nữa đâu. Đuối lắm. Không chọt được là chết. Bây giờ siêu đẻ này thì nó an toàn hơn rất nhiều, không sợ cấm đánh. Sao Breaker kiếm 3 tiền nữa này. Không biết có phải beat không này. Beat hay không thì round sau sẽ biết nha anh em nhá. Round sau tôi sẽ xả hết tiền. Xả hết tiền kiếm xem là kiếm được cái gì không. Beat hay là insect phụ thuộc vào round sau. Đấy, lao sau là chúng ta sẽ biết được ngay thôi. Tôi sẽ cầm hết cái đống này, tôi xả hết tiền rồi. Trận này khả năng là sẽ kết thúc sớm đấy anh em ạ. Tôi sẽ đẩy cực kỳ nhanh ở trong cái trận này luôn, với một cái chuỗi thắng. Tôi sẽ tận dụng cái chuỗi thắng này để tạo cái lợi thế đầu game anh em nhé. Ok, vậy là vẫn kiếm được 3 tiền. Rồi, ui, đúng rồi anh em ơi. Vậy là chúng ta thêm hai con sói nữa. Chuẩn beat rồi. Chuẩn beat rồi anh em ạ. Lên 8 cái đã. Rồi, tôi sẽ xả hết cái đống tiền này. Ok, thôi bán hết những cái con này đi. Đây rồi. Đủ bộ luôn. Ok chưa? 6 bit. Ra này không lấy được cái món đồ gì, chắc là random. Trừ khi ở chơi God thôi. Chơi God kết hợp với bit nhưng mà không, trận này không cần đâu. Kiếm chủ yếu là kiếm cái gì anh em biết không? Kiếm cái quả cầu ấy, cầu vực thẳm ấy, cái món đấy cần ấy. Chơi beat cần cái đấy, beat là sợ mết. Tí gặp mết thì nó đẩy kinh á, nên là chúng ta cần cái món đấy. Rồi, ui rồi ôi anh em này, đẩy 20 máu rồi này. Sau round 16, đẩy 20 máu mỗi round. Quá là ok luôn. Cá lông này chả cần đâu.
Tôi nghĩ là con Kalong này nó cũng sẽ không có trong slot siêu đẻ đâu anh em ạ. Siêu đẻ này thì chắc là chúng ta sẽ kiếm heo vào. Đã kiếm thêm con heo. Vừa lấy ra một con heo rồi đấy. Nhưng mà lúc đấy tôi chưa có ý định tôi chơi cái bộ beat cũng như là chưa có cái ý định là chơi cái bộ siêu đẻ, nên là tôi chưa mua heo. Lúc đấy vẫn chưa mua heo, nhưng bây giờ thì chắc là ra heo tôi sẽ mua đó. Ok. Goblin à? Ui tầm này Goblin chắc sắp chết đến nơi rồi. Beat xanh thì Goblin xác định luôn. Một round nữa gặp là đi rồi. 19 máu. Bây giờ hướng tới là sẽ là những cái món đồ tím. Sẽ lấy những cái như là RO với cả sách. Thực ra nếu mà chơi siêu đẻ này ấy, đến cái lúc mà anh em lấy được hai cái món đấy ấy, là gần như là trò chơi kết thúc rồi anh em ạ. Tốc độ nó phải gọi là tốc độ bàn thờ luôn. Chính xác nó là như thế. Tốc độ bàn thờ. Đối thủ còn không kịp form đội hình luôn. Cái tầm này đối thủ cũng phải xả tiền mạnh thì may ra mới cưỡng nổi. Mới giảm được cái sự mất máu. Cho nên cái tầm này nó đang là trùm luôn ở khoảng thời gian mà tầm round 15 đến round 25 thì cái bộ beat siêu đẻ nó cực kỳ kinh khủng. Đẩy kinh khủng lắm anh em ạ. Đối thủ thậm chí còn chưa kịp form đội hình luôn ý. Sắp đi hết rồi này. Round nào round đấy đẩy gần 20 máu luôn. Trứng này. Bây giờ mạnh tay đập cho con gấu là cũng là lên được 3 sao rồi đó. Nhưng mà cái con gấu ở cái giai đoạn này nó chưa phải là con co anh em ạ. Đấy. Nên là tôi cũng đang phân vân không biết là lên đập cho con gấu này không. Đập thì nó đẩy cũng không được nhiều. Đập cho con gấu này thì cái tầm này nó chưa có RO, nó chưa có sách thì nó không có phải là quá mạnh. Đấy, con Whispersia nó vẫn đang là cái con co đấy anh em ạ. Whispersia là con co chính. Bây giờ mà đủ 7 đồ là tôi sẽ rèn cái quyển sách luôn. Tất nhiên là bây giờ chưa đủ. Đến round quái 20 là chúng ta sẽ đủ để chúng ta rèn cái đồ tím. Và nếu mà ra sách ấy, tôi sẽ đập trứng cho con gấu luôn. Còn nếu mà không ra thì thôi. Bởi vì hiện tại thì con Whispersia nó vẫn là con co. Đấy. Whispersia đẻ đệ. Đấm rất đau. Đây, Whispersia sắp lên 3 sao rồi đây. Ra được cả con đấy à, con Velomancer có lên chơi không nhỉ? Thực ra chơi siêu đẻ này người ta không chơi con Velom đâu. Chỉ có chơi cáo co xong rồi là Kira người ta mới chơi cái con này đâu. Nhưng mà thôi tôi cứ mua nhá. Trong cái trường hợp mà về tương lai nếu mà chúng ta không đẩy được sớm ấy, thì đến late là chúng ta cũng sẽ phải chuyển sang Kira. Đấy, đây là cái sự chuẩn bị cho tương lai thôi. Tức là nếu mà chơi siêu đẻ mà chúng ta không đẩy được đối thủ ấy, thì late game là sẽ phải chuyển sang đánh hardcore. Hardcore ở đây nó sẽ là con cáo, nó sẽ là Ngộ Không ở trong cái bộ beat. Ok. Rồi, sau này tôi sẽ đổi món tím đầu tiên nha anh em nhá. Món tím đầu tiên thì tôi sẽ ưu tiên World War Set à. Cầu vực thảm đấy rồi, có cầu vực thảm đấy rồi. Trận này nói chung là cũng sẽ phải lấy cầu vực thảm thôi. Có God Ru thì sẽ phải lấy cầu vực thảm. Rồi, tôi sẽ đổi cái món tím đầu tiên. Để xem nào. Chúng ta đủ đổi món tím rồi. Xem có ra gì không. Không ra gì, random thôi. Sick à. Sick thì thôi nói chung là cũng tạm. Tăng mana nhanh thì gọi đệ sớm thôi. Cũng được. Không đến nỗi. Rồi, up cấp lên cho The Soul này vào để cho nó nhanh này. Vì chưa có trứng, chưa có... À không phải trứng mà chưa có RO, chưa có sách. Nên là tôi cũng sẽ không đập trứng cho cái con gấu đâu anh em ạ.
nhá. Không đập trứng vô gấu đâu. Tôi nghĩ là sẽ bò ở trong cái góc này. Chúng ta kéo vào góc à. An toàn đấy. Đây rồi, cái nhà gấu Metalit này. Vô tư anh em ạ, vô tư luôn. Thậm chí thằng này sắp đi lơi rồi ấy. Gấu Metalit 2 cũng thế thôi. Bây giờ cái bộ này nó vẫn đang là chùm. Không biết có lên chơi con Medusa không nhỉ? Hay trận này là bán Medusa lên 10 sớm. Lên 10 sớm kẹp thêm con heo à. Để cho nó nhanh. Round 22 sắp đi hết rồi anh em ạ. Dã man. 14 trận thắng liên tiếp, 94 máu. Đẩy nó quá nhanh luôn đấy anh em ạ. Bọn gót du xoay bây giờ tầm này bất lực luôn. Thằng này chuyển sang Exit này. Ok. Mà tầm này tôi vẫn chưa sợ đâu. Exit tầm này vẫn chưa có vấn đề gì cả. Phải bao giờ phải 9 Exit thì beat nó mới sợ. Tức là phải lên level 9 cơ. Tầm này vô tư. Rồi đã có nhà ra đi ở đây. Quá tuyệt vời luôn. Trận này có Goblin nhá. Có Goblin mèo. Và cũng có thằng chơi Insectoid. Có vẻ như là Insectoid. Hai thằng chơi gót đỏ. Hai thằng chơi gót đỏ đang là nhiều máu thứ hai và thứ ba. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ chết sớm thôi anh em ạ. À không, có một thằng chơi gót đỏ. Tôi nhầm. Cái thằng mà định chơi gót đỏ nó chuyển sang Exit rồi. Đây gót đỏ đây. 28 máu đi luôn không? Có cơ hội là đi luôn không? Chắc là cũng chưa đi rồi đó. Nhưng mà cũng sẽ gần đi đấy. Đau luôn anh em ơi. 9 máu. Gót đỏ. Gót đỏ không kịp luôn ấy. Không kịp để mà có thể lên được level 8, level 9 luôn. Nó đẩy nhanh quá. Xong rồi. Tầm này round 23 anh em ạ. Có khi nào trận đấu kết thúc ở trước round 30 không? Chúng ta sẽ có một cái trận đấu kết thúc cực kỳ sớm luôn. Vớ vẩn 26. 26 có khi đi hết rồi. 24 đẩy được 2 phát nữa. Round 26 tôi sẽ lên 10. Lên 10 rồi xả hết tiền luôn. Sau 26 tôi sẽ cố gắng tôi kiếm cái quyển sách. Sẽ một lần nữa tôi sẽ đổi quyển sách. Món đồ tím để lấy quyển sách nha anh em nhá. Rồi. Thằng này gặp tôi 2 round liên tiếp rồi. Chuẩn bị đi rồi này. Ôi nhưng mà Whisperseer chết mất rồi. Whisperseer chết nhưng mà không có nghĩa là tôi thua. Phải đẩy thằng này nhanh lên. Không là nó form được về 9 Exit thì chúng ta khá là sợ. Đã có cái thằng ra đi. Thằng gót đỏ ra đi rồi anh em ạ. Rồi. Goblin có chuỗi à? Goblin có chuỗi là vì nó chưa gặp tôi thôi. Tí nữa gặp tôi thì với số máu như đứa kia thì có chuỗi thì cũng bay màu thôi anh em ơi. Chuyện này dự đoán là 28 round, 29 round là kết thúc. Tầm đấy. Tôi nghĩ là sẽ không vượt quá 30 round đâu anh em ạ. Round sau cầu trời khấn Phật cho gói cuốn sách. Cố lên nào. Ra cuốn sách đi để kết thúc trận đấu sớm. Trời beat đã thật sự luôn đấy anh em ạ. Tốc độ đúng kiểu bàn thờ luôn. Tốc độ bàn thờ là có thật đấy. Nhanh lắm anh em ạ. Sừng chiến luôn này. Ui, đúng kiểu chơi siêu đẻ rồi. Sừng chiến cho gấu. Cho nó vả nó đau. Rồi. Xả hết tiền luôn anh em nhá. Ok.
Ây ôi, ra cả heo nữa này. Con heo này cũng là rất là xứng đáng để mà có thể là chơi đấy. Để xem nào. Không ra gì cả. Thôi được rồi, tôi sẽ đổi hết cái món đồ này lấy cái quyển sách anh em nhá. Ok. Ui rồi đen thế. Rô à, rô cũng được. Ok. Xả hết tiền luôn. Ok. Đập trứng luôn cho gấu này. Gấu ba luôn chứ còn gì nữa. Dạ. Đây rồi, Insectoid. Insectoid của chúng tôi. Ui con cáo nó bị dập đầu. Hỏng rồi. Hỏng rồi bạn ơi, thôi đi luôn à. Đi luôn à. Insect. Ui con hai máu. Đẩy 2 3 máu á. Thôn lốt đi. Heo này. Chết rồi, full hàng chờ rồi. Chúng ta sẽ phải bán cái con gì đi. Hiện tại chắc chỉ bán cái con Medu thôi anh em ạ. Medu chắc không cần đâu. Chả cần lắm. Trên này có thể thay con Medu bằng con Tetsulami. Có Tetsulami anh em ạ. Ok. Như này đi. Whisper lên 3 sao luôn này. Quá là ok luôn anh em ơi. Vậy là không phải 28 round. Có thể là 29 round. Đây rồi, mèo 3, 6 goblin mèo 3. Chết rồi. Chết rồi bạn ơi. 6 goblin mèo 3 với chúng tôi, thôi đi rồi. Tôi đẩy một phát hai thằng chết luôn này. Ba thằng đi ra này á. Úi thế đúng là đâu 28 là đi rồi. Đâu 28 là kết thúc thật rồi anh em ơi. Làm gì có cái cửa nào nữa đâu. Thôi nào đổi quyển sách à. Bây giờ chắc chắn là sẽ ra sách. Đâu này mà không ra sách nữa thì thôi luôn như gì nữa. Đó. Thôi xong rồi. Kết thúc rồi anh em ạ. Xong chưa. Rồi roll load. Cũng chuyển về Aegis kết hợp với cả Witcher rồi đấy. Nhưng mà tầm này muộn rồi bạn ơi. Beat giờ nó đã quá to rồi. Sách và RO cho gấu thì không có cửa cản ở đâu. Chơi heo luôn. Rồi. Chắc cả trò chơi kết thúc rồi đấy. 28 round anh em ạ. Dã man. Kiếm hồn cũng oách đấy. Witcher Aegis kiếm hồn. Nghe nói là Witcher kiếm hồn Aegis đang mạnh. Không ăn thua. Ui ôi đẩy 37 máu luôn anh em ạ. Đau cuối cùng. Trận đấu với tốc độ bàn thờ thế này thì không biết là anh em ăn cơm anh em có bị đau dạ dày không nhỉ. Dã man. Cái video clip này là up lên buổi trưa là phục vụ anh em ăn cơm mà. Đấy thôi được rồi. Buổi tối nay thì sẽ có một cái video clip nhẹ nhàng hơn để cho anh em ăn cơm tối nó ngon hơn nha anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Mời anh em đến với siêu phẩm bóng ma trên võ đài. Cuộc chiến giữa những cái bóng anh em nhá. Dồn toàn bộ đồ cho kiếm hồn trong bộ Witcher nhưng kết hợp với 4 God thì nó mạnh đến cỡ như nào. Gọi bóng ma liên tục luôn anh em ạ, hay lắm anh em tin tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để cùng tôi định nghĩa lại về khái niệm bốc hơi là như nào anh em nhá. Một cái đội hình mà khiến cho đối thủ bốc hơi trong vòng 3 giây. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.